Xin chào tất cả mọi người, hôm nay Phước Sửu sẽ giới thiệu cho mọi người một cái dòng sản phẩm song lọc nhỏ tại dự án Zai River County One thuộc dự án Zai Gate Nhà Bè. Thì với cái diện tích của cái căn này là 9.5 x 17, được thiết kế dạng như là song lọc hai căn thành một căn, bên hông là có sân vườn nên là cảm giác rất là thoáng và nhìn rất là phong cách rất là lạ và theo cái kiểu chuẩn của châu Âu. Thì với tổng diện tích đất là 162 m² và diện tích sàn là 200 đến 220 m². Một căn biệt thự song lập với diện tích là 9.5, thì cái diện tích xây dựng của cái căn biệt thự là 7.2 m và 2.3 m là mình chừa sân vườn bên hông. Thì hai căn mình sẽ xây liền nhau một bên, nó trở thành một cặp biệt thự song lập và bên hông thì có sân vườn. Cách xây dựng là một trệt hai lầu, sân thượng và áp mái. Thì ở tầng trệt thì quý anh chị có thể là bố trí trở thành một cái bãi đậu xe, đậu chỗ đậu xe hơi, lối đi vào trồng hoa đi vào căn nhà, tiếp khách, phòng ăn và phía sau là sân vườn. Sau đó di chuyển từ cầu thang đi lên thì tầng trệt, tầng 1 sẽ bố trí thành hai phòng ngủ và một phòng gọi là sinh hoạt chung, và trên tầng thứ 3, thứ 2 thì mình sẽ bố trí thành hai phòng ngủ và trên cùng là áp mái và sân thượng. Rồi, cái dòng biệt thự song lập thứ hai là diện tích là 10 x 20. Thì dòng biệt thự song lập 10-20 này là có khoảng 76 căn trên là 359 căn của phân khu đầu tiên của dự án Zai Gate Nhà Bè, đó là Zai River Country One. Thì với cái dòng biệt thự song lập này thì gần như là hút khách rất là nhiều và được khách hàng mua bán chuyển nhượng khá sôi động. Với cái cách thiết kế rất là đẹp, chiều ngang là 10 và xây dựng là ngang khoảng là 8 và bên hông mỗi bên là chừa 2m đến 2m2. Thì cũng tương tự như những căn khác thì mình có thể là bố trí sân vườn phía trước, một đỗ ô tô, một phòng khách, rồi sau đó phòng ăn và phòng bếp, và có nhà vệ sinh nơi tầng trệt. Khi mà di chuyển lên tầng 1 thì thiết kế hai phòng một và hai phòng ngủ, một phòng là master bedroom và một phòng hai phòng bedroom nhỏ nữa. Thì ở đây đối với căn nhà này thiết kế gần như là 4 đến 5 phòng ngủ, rất là tiện lợi cho một cái đại gia đình khoảng 2 đến 3 thế hệ. Và tầng trên cùng là áp mái thì sẽ chứa những cái thông số, những cái hộp kỹ thuật và những cái bồn nước nóng lạnh ở trên này. Một cái cách thiết kế rất là đẹp và kết hợp những cái không gian cực kỳ xanh mát tại dự án Zai River Country One. Thì đây là một cái sản phẩm cực kỳ hot tại khu đô thị GS Nhà Bè mà khuyến khích khách hàng đã và đang lựa chọn. Và hiện tại đối với cái dự án này thì đầu 2023 thì quý khách hàng được nhận nhà và vào ở là những cái cư dân đầu tiên tại cái dự án 350 hectare của dự án GS Hàn Quốc này nha.